Slide PowerPoint bài giảng về nhân sự sở hữu vẻ đẹp đẳng cấp chuyên nghiệp đến từ học viên của NiceLine. Với mục tiêu hướng đến sự toàn diện trong thiết kế dành cho học viên, NiceLine đã tối ưu giáo án cùng bộ công cụ để không chỉ có thể giúp các bạn trẻ sáng tạo các video motion graphics, những thước phim hoạt hình kể chuyện sống động lôi cuốn từ PowerPoint, mà hơn thế nữa, NiceLine còn tập trung giúp các học viên đang là cán bộ của các tập đoàn, doanh nghiệp có thể thiết kế những slide PowerPoint thuyết trình, báo cáo, bài giảng hay những bộ hồ sơ năng lực thể hiện được vị thế và tầm vóc của công ty. Với kinh nghiệm đào tạo thiết kế PowerPoint dành cho cán bộ nhân viên của gần 200 tập đoàn công ty tại Việt Nam, NiceLine có thể khẳng định các doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng vào tính thẩm mỹ, sự chuyên nghiệp của những bộ slide thuyết trình, đặc biệt là trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Chắc chắn chúng ta đều phải thừa nhận slide PowerPoint chính là bộ mặt của thương hiệu của công ty trong mắt khách hàng và đối tác. Nếu như bạn là người có thể khơi dậy được vẻ đẹp cũng như giá trị truyền tải của các slide PowerPoint thì chắc chắn bạn sẽ là điểm sáng, là viên ngọc quý trong nội bộ công ty và từ đó có thể tạo bước đệm giúp bản thân cùng công ty tiến tới thành công hơn nữa trong tương lai. NiceLine tự tin sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng nhất giúp chúng ta làm chủ toàn diện tư duy thẩm mỹ, óc sáng tạo cùng kỹ năng thiết kế slide PowerPoint ấn tượng khác biệt để từ đó giúp chúng ta tạo nên lợi thế cạnh tranh trước các ứng cử viên khác và chinh phục được những cột mốc mục tiêu trong sự nghiệp. Hiện tại, NiceLine đã mở đăng ký lớp học PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết tại niceline.vn/Hà Nội. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com để khai phá toàn bộ sức mạnh thiết kế vượt trội của PowerPoint.